Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với Rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria kia mình. Và ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với chương trình mà có lẽ tất cả mọi người đều rất yêu thích, đó là review account. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến tài khoản của anh chàng OS Dino đến từ quân đoàn Outsoul. Vâng, đây là một anh chàng mà theo giới thiệu đó là một anh chàng sinh năm 2008, nghĩa là năm nay mới chỉ 13 tuổi thôi. Mà anh em này khoe là mới chơi Free Fire 8 tháng đã nạp 150.000 kim cương. Vâng, và để xem mà với 150.000 kim cương thì chúng ta sẽ có cái gì ở trong cái tài khoản của anh chàng này. Ok, 8 mùa thẻ bố cực gần đây anh chàng này đều mua, trong đó là có một mùa mua rất nhiều, đó là 637 huy hiệu thẻ bố cực. 637 huy hiệu thẻ bố cực thì nó phải tương đương với cả một full một set đồ nam và một set đồ nữ anh em. Ok, anh chàng này hầu hết là chỉ chơi tử chiến thôi. Vâng, chỉ chơi đam mê chơi tử chiến chứ không thấy chơi chạy bo thường, vì cái chỉ số chạy bo thường thì thấy rất là ít. Trong khi thì anh chàng này đang ở rank huyền thoại tử chiến. Chết ông, 2008 13 tuổi huyền thoại tử chiến. Tôi chơi tử chiến chưa bao giờ lên rank huyền thoại anh em ạ. Thực sự là kém so với giới trẻ. Ok, anh chàng này đang sử dụng nhân vật ma sim. Như vậy là anh chàng này khá ít chơi nhân vật nữ. Capella và một số nhân vật nữ khác không có, nhưng mà có Alok, có Chrono, như vậy cũng đủ ra dân chơi rồi. Ui, Chrono mặc bộ đồ CR7, đây là một fan bóng đá, tôi tin là như vậy. Tôi tin anh chàng này là một fan trung thành của bóng đá, mặc dù còn rất ít tuổi thôi nhưng mà chắc là rất là mê bóng đá, đây là mới mặc bộ đồ bóng đá này, tại vì tôi thấy cũng khá hiếm người mặc bộ đồ CR7 này. Ok, để xem đồ anh chàng này có gì hay ho. Đây là tóc nổi loạn này, tóc thỏ nổi loạn này, rồi tóc chai hư học viện, tóc ngày đỏ, ui, đồ xịn phết nhỉ, đồ ngon anh em ạ. Vâng, hàng ngon hàng ngon. Vâng, anh chàng này có một tài khoản ổn đấy, độ bích vàng này, vũ samurai lửa đỏ này, chất lớn cá ngừ. Vâng, thiên hỏa boxing king. Vâng, rap king. Ôi, bộ rap king này cũng lấy full luôn, chất lừ con cá ngừ. Bộ boxing king có mà rap king cũng có. Vâng, thế giới chỉ muốn làm king và chỉ muốn được làm vua. Đầu hói khánh phong, công nhận đầu hói này bây giờ ghép vào với mấy cái đồ mà mặt nạ trông đỉnh vãi. Hồi xưa mấy cái đồ tóc ấy ghép vào mấy cái đồ mặt nạ mà che hết mặt ấy nhìn nó không ngầu, nhưng bây giờ có thêm quả đầu bóng ấy ghép vào nhìn ngầu thật sự anh em ạ. Vâng, đây là đầu mãnh sư. Vâng, cái họa tiết mà trang trí mặt của cái bộ samurai trông cũng đẹp thật anh em ạ. Ok, đây là đầu nhạc disco này. Vâng, đầu mũ poring đạo sĩ vàng, tóc thế việt, tóc chuồn lam hỏa sư tối tượng, tóc học viện hoàng kim. Wow, anh chàng này có cả học viện hoàng kim, học viện tử gia này. Ui, samurai bóng đêm, samurai set tím đủ hết này. Đủ chơi chơi và phải nói là dân chơi, và dân chơi thì không sợ mưa rơi, và đỉnh cao và không thể chê vào đâu được. Khi mà đây là một anh chàng rất đầu tư cho cái tài khoản của mình. Và nói chung là mua nguyên một set samurai thì không hề đơn giản rồi. Lại một người yêu thích văn hóa Nhật giống tôi, lại thích xem những cái bộ phim Nhật rồi. Đây là chú hề ma quái, quỷ kiếm dạ xoa, cú đấm bóng đêm. Ui, xịn nhờ. Vâng, đầu quỷ, đầu sừng, đầu Joker, đầu các kiểu có hết luôn. Vâng, chất đấy, mà tốc độ các kiểu là điều này, đầu thỏ quậy này. Vâng, đầu này anh em hay gọi đầu AS Mobile đây. Vâng, tóc tử thần, mặt nạ cuồng loạn, độc tài quân sự. Cái bộ độc tài quân sự ở chính giam tương đối đẹp. Và tôi khá thích cái kiểu trang phục này, tôi khá thích kiểu họa tiết ở bộ này. Anh tất nhiên là với cái tài khoản mà mới chơi như thế này thì anh chàng này cũng sẽ không có quá nhiều đồ, cũng không có mấy cái đồ cầy. Như vậy chủ yếu anh chàng này chơi nạp thẻ và lấy đồ thôi, mua thẻ vô cực, cũng như là lấy đồ, mua đồ, quay đồ ở trong các cái sự kiện web event. Chứ thay vì anh chàng này chơi mấy cái sự kiện miễn phí, chúng ta không thấy có đồ miễn phí nhiều ở trong tài khoản này. Vừa rồi chúng ta thấy có cả áo One Punch Man Pyjama. Đây là đồ quý ông lịch lãm. Trong bộ này bộ tuxedo y hệt nhau luôn. Ngài là đổi mỗi màu. Vâng, đổi mỗi màu ra ngay bộ đồ mới. Chắc là anh em đổi mỗi tí màu ra ngay bộ đồ mới đấy. Ok, đây là áo độc tài quân sự này. Và như tôi đã có review. Ôi ông này lắm áo. Ôi này lắm áo bóng đá thật sự ạ. Vâng, lại đấy tôi nói là thanh niên này mê bóng đá. Thanh niên này là mê bóng đá anh em ạ. Đấy, mê bóng đá lớn lên cũng có cơ may trở thành cầu thủ hay không. Đấy, áo Corinthians luôn. Và đây là một người chơi theo phong cách tôi nghĩ là mua đồ này hợp lý. Tại vì ví dụ như là bạn thích các độ quần áo bóng đá, bạn chỉ cần mua đúng quần áo bóng đá thôi là các bạn đã có thể có một cái bộ trang phục chất là hay rồi. Đấy, thi thoảng mấy bộ bóng đá kiểu nó không bao giờ nó bị hết thời cả. Đây quần trai hư này, quần trai hư chất đấy. Vâng.
quần ngày đỏ, quần trai hư. Bộ ngày đỏ nói chung là cũng khá là đẹp đấy, ở bên Việt Nam, nhưng mà Việt Nam chúng ta không thích cái bộ này lắm đấy. Mấy cái bộ ngày đỏ bướm đêm bên nước ngoài thấy mọi người mặc nhiều lắm, các cao thủ hay mặc lắm đấy. Quần nam đấu vật đấy là cái bộ đồ mà hồi trước chúng ta quy đổi được, quần ngoại khoa, quần tử thần, quần thế phiệt. Cái bộ thế phiệt này tôi rất thích cái bộ vest, nhưng tôi không thể nào mà nuốt được cái quần. Vâng, cái quần ấy lại có cái cạp cạp chun chun ở chỗ đùi, không thể nào chấp nhận được anh em ạ. Vâng, đây là quần vua phá lưới này, quần rắn săn mồi và chất lừ. Và bộ này tôi hay gọi là bộ CR7, nhưng mà thật ra tên thật nó là bộ vua phá lưới anh em ạ. Đấy, chất lắm luôn. Vâng, chất phải gọi là như nước cất. Và đây là giày học viện hoàng kim, học viên hoàng kim. Vua phá lưới, giày đấu bếp, áo liền quần thì nói chung là có khủng long thám hiểm và cũng như là bộ gấu đầu gấu, chất không thể chê vào đâu được. Nói chung là một cái độ chất, đấy là một cái độ chất, chất như nước cất. Có cái kẻ phản diện nữ mà anh chàng này không mở ra, chúng ta sẽ có gì nữa đây? Ok, bây giờ chúng ta chuyển qua đồ nữ nhá. Đồ nữ thì mình sẽ chọn nhân vật nào đây? Clue nhá. Vâng, Clue hoặc là Dasha. Vâng, chúng ta lấy Dasha nhá. Ok, có mình là khách tím này, rồi mũ chất chơi, thích khách thiên ma, tiểu yêu tinh, kẻ phản diện, mật vụ bóng đêm, tóc báo đen. Chất rồi, chất rồi, không thể nào mà không thể chất hơn. Mặt nạ và rồi kẻ phản diện, ông già Noel, mũ thỏ vuông hồng này, mũ tiểu tiên nữ, được của nó anh em ạ, quá được luôn. Sát thủ ramen, gì đây, áo đặc nhiệm sơ mi casino, sơ mi casino này cũng khá là hiếm đấy. Và ok con dê, rất nhiều là áo bóng đá nhá. Nói chung là áo bóng đá chất lươn cá ngừ ạ, không thể nào mà chê vào đâu được. Nói chung là áo bóng đá này đỉnh rồi, nói chung là áo bóng đá này ngon rồi, nói chung là quá ngon, đội bán son luôn anh em ạ. Ok, thì nói chung là cái đồ bóng đá như tôi đã nói rồi, nó là một cái đồ mà chúng ta rất là dễ phối cũng như là rất là dễ mặc. Có áo sau nhiều giờ này, áo sau nhiều giờ. Nói chung là cái tài khoản này theo tôi đánh giá là cũng ổn. Cũng ổn. Ngay đây là bộ CR7. Bộ này thì đúng là fan bóng đá luôn, fan bóng đá yêu thích bộ này không có gì phải chê rồi. Cái bộ CR7 này thì được cái là khi mà kiểu mặc cho cả nam và nữ trông rất là đẹp nhá. Và thậm chí là tôi thấy là đôi khi mà mặc cho đồ nữ thì trông nó còn đẹp hơn cả đồ nam. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đến với những con trợ thủ của anh chàng Ao Sâu Dino này để xem là có cái gì. Ở đây là cái gì đây? Ủi tên bậy thế. Vâng, tên là ủi ôi tên này cũng bậy này. Vâng, đó là tên bậy Kirito-chan. Bạn này là một fan của Sword Art Online. Vâng, Sword Art Online thì mới đặt tên là Kirito đúng không anh em? Ok, đây là bộ sưu tập có hành động Buya này, hôm nay chúng ta đã nhìn thấy rồi, ba lô GQK Art, rồi hòm sát tốc độ, ván hủy diệt, xe cộ cũng có khá là đủ. Vâng, xe cộ cũng xịn của nó chứ đâu phải đơn giản đâu. Đây là ván lướt hủy diệt, cái ván lướt hủy diệt này vào trong game rất là đẹp nhá. Vâng, rồi đây là mảnh này. Vâng, nói chung là khá ổn, đồ đạc cũng khá ngon, đồ bán son, đồ đạc rất là phê luôn. Vâng, M4 là một thiết quyền, và M4 là một thiết quyền. Bạn này từ trước là không có M4 là một nào cho đến khẩu này. Đấy, đây là AK rồng lửa, như vậy là không có AK rồng xanh. Như vậy là không có AK rồng xanh. Đây là M14 giáng sinh. SK là cấp Titan. Ủa. Vâng, sơ ca cá mập đen level 7 mà không thèm dùng anh em ạ. Vâng, người chỉ dùng sơ ca Titan mà không thèm dùng sơ ca cá mập đen. Vâng, nói gì đi, có sơ ca cá mập đen level 7 nhưng lại chỉ dùng sơ ca Titan. Vâng, ảo diệu nhờ. Vâng, thanh niên này khá ảo diệu đấy, không hiểu sao như thế. Bình thường nếu mà từ ngày mà tôi mua khẩu cá mập đen rồi, không bao giờ tôi dùng khẩu sơ ca Titan nữa luôn. Không phải là bởi vì là đấy mà mình cảm giác là kiểu sơ ca cá mập đen mình bỏ rất nhiều tiền ra mình mua ấy, mình phải dùng thôi. Vâng, Rosa giáng sinh, đa số những súng khác đều không có skin. SVD rồi M60 có skin quái thú cũng được. AN94 là khẩu skin miễn phí từ sự kiện phim vụ triệu đô. AUG Parafan và chim gọ kiến thì không có skin. Tiểu Liên UMP quái thú cũng được và cũng lại là được. MP5 thỏ quậy, MP5 thỏ quậy, khẩu này là khẩu nạp kim cương, nạp một kim cương ở trước là nhận thì phải. Đấy, rồi MP40 cơ khí, có khẩu cơ đỏ không dùng. Mà bạn này đã có khẩu cơ khí rồi lấy khẩu cơ đỏ gì? Tôi tưởng là hai khẩu đấy na ná nhau. Vâng, Tom Person. Rồi Thompson thì có Thompson thời gian đấy. Và M104 xung đột này, Spart này. Và M1887 chỉ có khẩu M1887 băng giá thôi, không có thế giới ngầm. Và cũng không có khẩu One Punch Man luôn. Nhưng mà chính ra là lấy cái khẩu M4 là một thiết quyền ấy, thậm chí là còn đắt hơn khẩu One Punch Man, khẩu M87 One Punch Man. Nhưng mà nói chung là cũng đúng thôi, tại vì khẩu thiết quyền nó ngon hơn, khẩu thiết quyền nó xịn hơn. Đấy, chả ai tự nhiên đi lấy cái khẩu M87 One Punch Man, khẩu đấy thậm chí còn không bằng khẩu băng giá. Thanh niên này có hỏa quyền, bom keo và lựu đạn cũng ít thôi, tại vì là có lẽ là cũng không đam mê cái chuyện là sưu tập bom keo cho lắm. Thực ra bom keo thì ông này cũng chất đấy, ông này dùng quả bom keo hủy diệt, bom keo thần chết trông cũng chất đấy. Bom keo
nhau kiểu quả đầu lâu xịn sò con bò đấy. Nói chung là tôi thấy bạn Also Dino này, bạn rất biết chơi đấy, mặc dù còn ít tuổi mà rất biết chơi game đấy. Ok, anh chàng này đang ở trong quân đoàn Also. Quân đoàn Also dịch là cái gì? Bên ngoài linh hồn à? Linh hồn bên ngoài à? Tôi không biết là dịch là gì đấy, tiếng Anh. Also ở tiếng Anh thì chắc chắn nó không phải như là kiểu ao làng ở Việt Nam rồi. Vâng, đây là Kem Set. Rồi thì chúng ta có ai nữa đây? Lucas FF. Quân đoàn này có cả Also AS Mobi ạ. Nhưng mà AS Mobi này mua thẻ bóng cực có mỗi một mùa. Và AS Mobi hàng pha ke và AS Mobi vàng 4, cả hai cái đều vàng 4 luôn. Và quân đoàn này có anh chàng AS Mobi, và hôm nào tôi phải bảo ông nào đổi tên thành AS Mobi. Quân đoàn này có AS Mobi pha ke luôn. Bó tay và OS Phúc Boy. Và xịn đấy, có cả Phúc Boy như này, quân đoàn xịn thật. Vâng, đây là Phác Boy chứ không phải là Phúc Boy. Phác Boy, tên tuổi này bây giờ giới trẻ đặt tên những cái tên nó rất là đú đợt. Đây là 69 nam nữa, các bạn ấy chưa đổi tên à. Quân đoàn này xịn, quân đoàn này 50/50 thành viên, mà đa số các thành viên thì đều online khá là đều. Tuy nhiên tôi cũng tia thấy một vài ông là 5-6 ngày rồi không online, 5-6 ngày không online cũng chuẩn bị gọi là sách vali ra khỏi quân đoàn là rõ đấy. Đây là cái gì, Hoàng Tiếng Tàu à, ôi con nan các kiểu này được rồi anh em ạ. Một quân đoàn mà tôi nghĩ là đầy những cái bạn trẻ. Ok, thì đó là cái phần mà mình review. Nói chung là tài khoản này 150.000 kim cương thì cũng được. Và tôi nghĩ là trong số 150.000 kim cương đã nạp thì 15.000 kim cương là tốn cho cái khẩu SK cắm ập đen mà không dùng. Thế các kiểu lại như thế cơ. Đấy, cuộc sống của chúng ta nó rất là nhiều điều đặc biệt. Có những người mua SK cắm ập đen mà chỉ để cho vui, nhưng mà lại quay về dùng SK đẳng cấp Titan. Thế nó mới lạ, ok. Ôi, ông này được giảm giá 48% này, và khổ thân. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong những cái review cao lần sau. Bye bye.